Chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với vòng 2 của Bố Là Tất Cả, được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Và bây giờ cặp bố con đầu tiên đó là bố Nhật và bé Mai Anh. Mai Anh ơi, con hỏi con xíu nè. Thường á, hồi nãy con nói là ở nhà là hai bố con là hay đóng kịch với nhau đúng không? Vậy thì thường là mình sẽ đóng những nhân vật như thế nào? Cái đó là nó ở trong phim coi rồi đóng ra, nhưng mà có mấy cái tập mà tự nghĩ ra mà diễn. À, cho trong phim đóng với nhau và có mấy tập tự nghĩ ra mà diễn. Rồi tiếp nè, thường là mình đóng những nhân vật như tên gì? Tên đầu tiên là Mufasa. Mufasa. Hai là Nala. Nala. Rồi. Nala. Chú Ca, Simba, Gaju, ông khỉ. Các con vật đáng yêu rất là nhiều, nhưng mà em thấy là đa phần hình như là bé với lại bố rất thích những nhân vật có tên bằng chữ A. Là Nava, Simba, rồi cái gì đó là Lambada. À, cho cô Lan hỏi là có phải là những nhân vật đó trong phim Vua Sư Tử không? Dạ có. Và hai cha con là cũng rất là hay là đóng kịch chung với nhau, thì em nghĩ là chắc là hiểu nhau nhiều lắm đây. Bây giờ mình đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình liền luôn. Mình sẵn sàng chưa nè Mai Anh? Con thích câu hỏi đầu tiên là câu hỏi chữ hay câu hỏi hình? Con chọn đi. Con thích hỏi chữ hay hỏi hình nè? Hỏi chữ hay hỏi hình nè? Hỏi chữ. Hỏi chữ. Rồi, con hỏi chữ thì để cô Lan. Phương Lan. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Con vật mà bé Mai Anh yêu thích nhất là con gì? Rồi, mời. Rồi. Giờ kia ra không được nói nha. Con có thể vẽ được con vật đó không? Rồi. Rồi. Rồi, ba Nhật đã có đáp án rồi nha. Con gì mà có râu nè? Vì là bé Mai Anh chưa viết được cho nên chương trình Bố Là Tất Cả hôm nay đặt cách cho bé Mai Anh vẽ. Và sau đó bé Mai Anh phải giải thích cái hình đó là hình gì nè. Đó. Em đoán được luôn rồi đó, bé vẽ. Em đoán được luôn đúng không? Đó, người ta vẽ rất là đắng nót nha. Cái con vật gì mà cái chân nó cong dữ vậy? Mà tay người ta có 10 cái hoa tai rất là đẹp nè. Rồi, có cái gì ở đây nha, hai cái gì mép ở đây nha. Bây giờ nè, 3, 2, 1. Giơ bản thân. À, Du nhìn là con kỳ lân. Mai Anh, con vẽ con gì đây? Con vẽ con mèo. Mèo là Mai Anh thích. Rồi, tại sao ở đáp án của bố lại là kỳ lân ạ? Tại vì với Mai Anh thì Mai Anh hay có trí tưởng tượng rất là phong phú. Dạ. Mai Anh nói là có cái con này là con có sừng và có thể bay được. Dạ. Giống như con ngựa và nó có 7 sắc cầu vòng. Hồi nãy thì Mai Anh nói nhỏ và thích con mèo. Con mèo nó kêu sao con biết không nè Mai Anh? Mèo. Ở phần này thì nói chung là hai bố con không có trùng khớp với nhau rồi. Vậy là không có được một điểm rồi. Và đến câu hỏi thứ hai. Tiếp tục cho Mai Anh chọn. Sẽ là câu hỏi về chữ hay là về hình nè? Chọn hình ha. Chọn hình ha. Yeah. Rồi, chọn hình. Cảm ơn con. Trời, bé dễ thương xinh đẹp ghê. Rồi, anh nhìn kỹ chưa? Rồi, xin mời anh giải thích cho bé mà anh đoán nè. Rồi. Đây là cái mà mỗi buổi sáng mình đều dùng nó để mà vệ sinh răng miệng. Bàn chải. Bàn chải của Mai Anh là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Trời ơi. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là câu hỏi chữ hay hình nữa nè. Anh thích chữ hay hình nè? Con vẫn thích hình. Vẫn thích hình. Có bộ hình có điểm. Có điểm. Rồi vẫn là hỏi hình nha bố Nhật nha. Câu hỏi hình dành cho bố Nhật tiếp theo đó là dễ ha. Đây là cái con vật mà trong cuốn sách bắt đầu đi cõng các bạn đi chơi đó. Con gì bự bự đó. Bạn chấm chấm đi dạo. Con voi. Chính xác luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Hỏi có bộ là bé thích coi hơn nhiều. Yeah, cái này. Yeah. Rồi, con yên tâm đi. Thế câu này, cô Lan sẽ cố gắng đọc thật dễ cho con. Bởi vì câu hỏi hình hết rồi. Như vậy là với cái câu hỏi thứ hai đúng nữa thì nãy giờ hai bố con đang có số điểm là 2 điểm. Bây giờ tới câu hỏi chữ nè. Câu này cũng dễ thôi. Rồi. Màu sắc yêu thích của bố là màu gì? Bố thích màu gì? Con nói đi, cô Lan ghi cho con. Rồi, cô Lan ghi đúng chính tả nè. Alo. Rồi. Rồi, con trả lời nha. 3, 2, 1. Màu. Màu vàng. Đúng rồi. Rồi. Màu vàng luôn. Mình có giải thích với bé là mình là Nhật, nghe là mặt trời. Thì mặt trời đôi khi nó cũng màu vàng, chứ có khi hoàng hôn xuống thì nó thành đủ màu khác. Con có thích màu vàng không? Dạ con thích. Con có thích màu gì nữa không nè?
Dạ con còn thích màu hồng. Con gái màu hồng là đúng rồi. Rồi bây giờ con hỏi cuối cùng, môn thể thao yêu thích của bé là môn gì? Câu này chắc là hơi khó tí xíu đó. 3, 2, 1 dơ bảng. Trời ơi, vì sao bé Ma lại thích bóng rổ anh Nhật? Bé gần đây bé có những cái trái bóng rổ để chơi và có một cái môn mà giống như phi tiêu vậy đó, nhưng mà thay vì những cái phi tiêu phóng vào tường á thì là những cái trái bóng rổ. Wow, mình con gái mà thích bóng rổ. Không, cô Lan thấy đúng, chơi bóng rổ cao giúp mình cao hơn. Rồi, và với đáp án này đã giúp hai bố con có thêm được một điểm nữa. Là con biết từ nãy giờ trong 5 câu hỏi con được bao nhiêu điểm không? Mình tính được không? Dạ 4. Ôi giỏi quá luôn, đúng rồi. Và phần chơi vừa rồi đã giúp cho bố Ngọc Nhật và bé Mai Anh có số điểm là 4 điểm. Và tiếp theo chúng ta hãy đến với cặp bố con Mạnh Dũng và Đình Nguyên. Và bây giờ thì bố Mạnh Dũng và bé Đình Nguyên đã sẵn sàng để đến với phần thi tâm ý tương thông của mình rồi. Đình Nguyên muốn chọn câu hỏi hình hay là câu hỏi chữ trước? À hình. Rồi, hình thì để chú Phúc nè. Câu hỏi hình số 1 dành cho bố Dũng như sau. Rất là dễ ha. Đây là một cái đồ vật trong nhà của mình. Để biết mấy giờ? Đồng hồ. Đồng hồ là bán chính xác. Trời ơi. Yeah. Ôi, hay quá. Ôi. Giờ hình hay chữ nè? Chữ đi. Nói hình là buồn liền đó. Món ăn mẹ nấu mà bé thích nhất là món gì? Rồi mời bố ghi ra nè, bố ghi ra nè. Con nói nhỏ vô tay con, mẹ nấu thích ăn gì? Có đáp án rồi. Bây giờ đến 1, 2, 3 là bé sẽ trả lời và bố Dũng đưa bảng lên luôn. Rồi. Rồi. 1, 2, 3. Món gì? Khoai tây chiên. Không có khoai tây chiên, chỉ có mì tôm mà thôi. Cho hỏi. Ai là người nấu khoai tây chiên cho con ăn mà không phải là mẹ con? Hồi nãy bé nói mẹ nấu khoai tây chiên ngon lắm. Không phải, mẹ chỉ nấu mì tôm thôi, còn ai nấu khoai tây chiên? Ở nhà ai nấu khoai tây chiên cho con? Ở nhà mẹ. Mẹ nấu khoai tây chiên. Rồi bây giờ chốt lại thử nè. Chốt lại nè, khoai tây chiên hay là mì tôm nè? Dạ cả hai. Chiên khoai xong bỏ vô mì tôm hả? Còn anh Dũng ơi, cái mì tôm này là ai nấu và anh nấu cho ai ăn ạ? Dạ không thì... phải là bé nhà mình ăn anh ơi. Dạ, bé nhà mình ăn khoai tây chiên, bé nhà nào anh? Không dạ. Thực sự là trong mấy món là trong cái khoai tây chiên là đi đâu khoai cũng kêu đó chứ á. Đi ăn mấy bữa dẫn bé đi ăn, hai cha con đi ăn cũng lúc nào chị cũng phải có dĩa thay khoai tây chiên. Nhưng mà đột xuất á là Dũng nghĩ là tại vì thật sự là lâu rồi không có cho ăn mì tôm, thật sự là bé thích ăn mì tôm. Nhưng mà mình cũng hạn chế cho ăn nhiều á, nên ra là mỗi lần mà được ăn mì tôm là khoai làm sao khoai? Khoai làm thèm khoai làm sao? Khoai làm sao? Phải làm cái miệng sao nè, hay làm thèm hay làm sao? Chảy ra miếng luôn á. Tiếp tục là câu hỏi hình này chữ nè. Dạ hình. Dạ bây giờ hình dành cho Đình Nguyên sẽ là: đây là một con vật thích ăn cà rốt. Con thỏ. Và đó là đáp án. Tặng đây con thỏ, chúc mừng con. Trời ơi, giỏi thông minh quá. Và hai bố con có thêm một điểm nữa là được 2 điểm rồi. Giờ tới câu hỏi chữ nè. Bài hát yêu thích nhất của bé là bài gì? Mời bố Dũng đi ra. Bây giờ là cô Lan là đếm 1, 2, 3 là bắt đầu con đọc đáp án rồi. Bố và đã sẽ lật bảng lên nha. 2, 3. Cò bé bé nó đầu cả hát luôn hả? Nhông hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào. Mẹ em chung chim, mẹ có yêu không nào? Trời ơi hay quá. Ca sĩ hát đúng tông nhịp, trường độ, cao độ rồi vô lời vô rõ ràng. Rồi bây giờ câu này là chính xác rồi, mình làm gì nè? 2, 3. Rồi. Câu này em nghĩ là chắc là đúng tâm tư của bé Đình Nguyên luôn. Theo bố, bé thích có em trai hơn hay là em gái hơn? Bé thích em trai hơn hay em gái hơn hả bố Dũng? Em. Vì nãy giờ đưa về bố không à? 1, 2, 3. Em trai. Em trai. Bố đã ghi là em gái. Rồi, tại sao không thích em gái? Em gái xấu quá. Trời ơi, em gái dễ thương. Và bố
với phần chơi vừa rồi thì bố Dũng và bé Đình Nguyên đã có được số điểm là 3 điểm.